luôn á. Vậy là gì? Là lúa đó ban ai mua đó, ban cho chết đó. Dạ. Lo ngầm rồi. Có hối rồi. Hư luôn rồi ha. Chịu luôn chứ sao giờ. Do lúa nó ngập mấy ngày rồi. Bà con ở đây phải nóng luôn. Và hiện tại thì cao tông mỹ lốc đang có mặt tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nơi đây thì trong mấy ngày vừa qua, do tình hình mưa kéo dài và gây ngập úng rất là nhiều cái miếng ruộng ở đây. Hôm qua tới bữa nay là hầu như là không có mưa luôn, nhưng những cái ruộng lúa ở đây vẫn chưa có thể rút nước ra được. Tình hình là những cái ruộng lúa này có thể là sẽ bị hư hoàn toàn luôn, tại vì nó nằm ở dưới nước khoảng tầm gần cả tuần nay rồi. Không biết là cái những ngày tới thì mưa có còn nữa hay không nha. Nếu mà còn mưa nữa thì mình nghĩ là chắc chắn lúa này sẽ hư luôn. Và bây giờ thì cao tông mỹ lốc sẽ cập nhật tình hình ở khu vực này nha. Phải nói là thiệt hại rất là nặng nề luôn. Những cái miếng lúa là nó nằm chấp chả ở dưới mặt nước luôn á cô chú anh chị. Nó sau lưng cao tông mỹ lốc nè. Phải nói là khi mà thiên tai xảy ra thì cuộc sống của bà con phải nói là gặp rất là nhiều khó khăn. Ảnh hưởng nặng nhất vẫn là cái khu vực An Cư. Tại vì ở đây thì là một cái vùng nó trũng hơn so với rất là nhiều ở chỗ khác. Tại vì xung quanh đây thì nó gần với khu vực núi. Khi mà cái lượng nước mà chảy xuống đây thì nó sẽ động ở đây rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì cô Tùng Lốc sẽ quay cận cận cho bà con cô bác xem nè. Đây nè cô chú anh chị ơi. Những cái ruộng lúa đó phải nói là hiện tại là còn ngập rất là sâu luôn. Thế nè. Nó những cái miếng lúa này nếu mà trong vòng 5-7 bữa hoặc một tuần lễ nữa thì nói chung là sẽ hư hết. Hiện tại thì mình nhìn thấy là lúa nó lên mọng luôn rồi. Đó. Đây nè cô chú anh chị ơi. Ở đây là không biết là bao nhiêu công nha, mình thấy là nó lên mọng rất là nhiều luôn rồi. Nó dài dài đây nè, mấy công đất này là hư hết luôn nha. Mọng lên cao lắm luôn. Đây và hiện tại thì trên cái mặt lộ nước cũng đã rút nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn cái lượng nước khá là lớn chênh lệch giữa hai bên nha. Nên là hiện tại nó chảy xuống nè. Và hiện tại thì nước có cái màu nó đen mà nó đỏ đỏ. Tại vì những cái ruộng lúa phía trên nó ngập lâu ngày á, nên là nó giống như nó bị thúi á. Nó cái lượng nước nó đổ xuống nè, nó vẫn chảy như thế này nè. Nè, gông nó đóng luôn nè. Cái đường này thì mấy ngày trước là xe cộ chạy qua đây rất là khó khăn nha. Tại vì nước ngập rất là sâu á. Bữa nay là ngưng mưa là 2 ngày rồi. Nhưng mà vẫn còn cái lượng nước cũng khá là lớn nha. Chênh lệch á, nó vẫn đang chảy xuống. Đó. Nguyên một cái khúc đường này. Do ở đây thì nói chung là cái vùng này thì nó hơi trũng hơn so với những địa điểm khác nha. Nên là nó còn ngập khá là sâu nha.
Lúc ngập sâu á thì xe cộ chạy ngang đây rất là khó khăn nha. Bữa nay là nó cạn nhiều lắm rồi đó. Tại vì mình thấy cái chấn lúa mà nó ngập phía trên kia kìa. Ở đây mình gặp một chú hình như là đang đem cái bơm ra là bơm nước nè. Lúa mình ở đâu mà bơm nước hả chú? Trong đó hả? Thấy rồi. Dạ, lúc hết trơn luôn hả? Hết trơn, cái bứ cũng đi đó. Dạ. Bữa nay là mình bị ngập mấy ngày hả anh trai? 3 ngày rồi. 3 ngày hả? Nếu mà như cái lúa của mình á, nếu mà ngập bao nhiêu ngày đó là bị hư luôn hả anh trai? Lê hư rồi. Dạ. Gặp từng lễ hết rồi. Từng lễ là nó là bỏ lúa luôn đó ha. Bỏ rồi, thôi hết rồi. Dạ. Vậy là 3 ngày là mình còn bơm ra để cho nó khô mình cắt được ha. Dạ. Bơm rồi mà cắt. Dạ. Là anh ghim cái máy này vô trong ruộng bơm ra. Ủa sao cái ống cục dưới vậy anh trai? Cục rồi xong rồi đi nhanh hơn. Nhanh hơn ha. Thì anh bơm cái bờ mẫu ra. Chạy bơm nước ra để chạy lũ nè mọi người. Để nó nước. Đang bơm lên nước. Chạy đường đan bơm nước. Dạ. Trời ơi, vậy là ngập hết 3 ngày rồi, nếu mà ngập 3 ngày nữa là bỏ lúa luôn. Bỏ luôn rồi. Vậy là phải cố gắng là bơm ra ha. Rồi bơm mang vậy là bao lâu là mình mới cắt được? Bơm khô cắt được rồi. Khô là cắt được ha. Dạ. Rồi lỗ rồi, hết 7 công rồi, hư hết rồi. 7 công hư hết rồi luôn hả? 7 công rồi đó, nguyên bứ đó. Dạ. Là cái miếng lúa mà ngập nhiều là của anh đó hả? Ừ, miếng đó, miếng đây nè. Màng ơi, vậy là gặp được chủ lúa nè cô chú anh chị ơi. Hư 7 công đó. Dạ. Dưới đó vậy là anh hết cắt luôn rồi. Đúng rồi. Lúa là lũ nó về hay gì? Là lúa đó ban cũng không ai mua nữa, ban cho dít đó. Dạ. Nó ngầm có hối rồi. Hư luôn rồi ha. Rồi. Dạ. Vậy là mình bán cho dịch ăn chứ mình đâu có thu hoạch mà cắt để mà xay ăn được hả? Tại là gạo nó cũng hổi á. Dạ. Hổi chua. Chua ha. Chua luôn ha. Ờ, mà còn khổ ghê luôn. Vậy là cái khu vực lúa dưới đó là bỏ luôn hả? Là không có đâu. Cắt ban được mà cái 3 ngàn gì cũng bán rồi. Dạ. Nó lỗ rồi. Lỗ rồi ha. Cái ăn là lỗ rồi, miếng lúa mà nhiều bị hư nhiều. Tiền tốt tiền thất mắc lắm. Dạ. Năm nay là cái chi phí của mình bỏ ra là nhiều không hả anh trai? Dạ. Là năm nay là tầm bao nhiêu triệu? Bao nhiêu triệu một công không hả? Dạ. Công hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái giá lúa hiện tại là mình bán là bao nhiêu một ký? Ký là lúa hôm sắp là 6.900. 6.900 chín chút á. Dạ. 5 triệu là tính ra là 7 công chạy ra. Nếu mà 500-600 ký mới lấy vốn được. Như vậy là lỗ rất là nhiều luôn rồi. 7 công. Dạ. Gần 2 mấy triệu. Tiền thân tiền phúc. Dạ. Mùa đây cũng xích nhiều. Rơm mò đây nấu á. Nhiều rồi, rồi mình bán lại cho dịch là được nhiêu anh trai? Dịch cho nhiêu bán cái đó. Dịch cho 5 ngàn cũng bán 5 ngàn. Cho 6 ngàn bán. À, có nghĩa là bây giờ là thương lượng với giá là không bán không ai muốn. Dạ. Là hư hết. Là bắt cái lúa nó ngập nước này là hư hết à? Dạ đúng rồi. Là ngập lâu á, chỗ nào khô nước á lên mỏng hết rồi. Là dính đất hết rồi. Dạ. Hiện tại thì em thấy nó lên mỏng rồi đó. Dạ đúng rồi, lên mỏng hết rồi. Vậy là cũng nghe cái này chạy được chạy lũ được nhiêu chạy ha. Đúng rồi, bây giờ thu hoạch được bao nhiêu, nói chung là bán tháo lỗ luôn đó, được nhiều thì được lấy cái vốn để mà trả tiền phân tiền thuốc á. Nặng lắm mà đây giặt ơn khó giặt lắm á, tại không có ai ở nhà đâu. Thế rồi, bởi vì khi mà mưa hay là bão gì mà ngay cái vụ mà lúa là rất là nguy cho bà con, nói chung là bà con khổ lắm, lỗ lạ. Ơi rồi cái máy lên. Vậy dịnh tiếp rồi cho anh. Giờ là bà con cố gắng là đem những cái máy bơm á để mà bơm nước ra nha. Thấy khổ dữ ta. Anh tự gánh máy này vô luôn hả? Dạ. Gánh nổi không Tàn? Em thấy cái máy này nặng dữ rồi ta. Nổi không? Nặng nổi tơ dạch. Không nổi cũng gán hả? Chứ sao giờ? Vô đó để bơm nước ra nha mọi người. Cứu lúa. Ôi, gánh gọn hơi vậy. Không quen nha mọi người. Dạ, cũng gán chứ sao giờ. Nỗi khổ của bà con nha. Giờ cũng phải chịu luôn chứ sao giờ. Do lúa nó ngập mấy ngày rồi. Bà con ở đây người ta nóng ruột lắm luôn á. Tại vì bên kia của anh cũng 7 công đất mà hư hết trơn rồi.
đó mình quay đó là ngập rất là sâu và hiện tại thì mộng nó lên nhiều lắm luôn rồi. Do hiện tại thì mình quay ở khu vực ngoài đồng á, gió nó hơi nhiều quá, cô chú anh chị và các bạn xem á thì cũng nên thông cảm nha, tiếng gió nó ồ ề á. Mình quay cái cảnh này thì cái cảnh thực tế của bà con đang thu hoạch lúa nhưng mà gặp rất là nhiều trở ngại nha. Đó, do tình hình mưa bão mấy ngày nay là kéo dài á, nên là cái lượng lúa hư rất là nhiều luôn. Nó lúa ở trong đó anh phải bơm ra nha, trong đó còn ngập cũng rất là sâu. Cái miếng lúa mà ngập sâu ở ngoài đây hư á, là của anh luôn á. Đây, hiện tại thì khu vực này nó còn ngập nước nha. Mấy địa điểm khác thì nó khô đỡ rồi. Hiện tại thì chỗ này nó còn ngập nước nhiều nè. Bà con di chuyển qua lại cũng rất là khó khăn nha. Như là anh đã đem đồ xuống để mà cắt lúa hay gì kìa, đem bao xuống á, mình gửi cắt lúa, không biết là cắt được hay không đây, để mình hỏi thăm coi. Đó, tình hình là hiện tại là nước còn ngập nè. Đây, bên đây là lúa chỉ còn có những cái đọt thôi nha, hầu như là ngập hết trơn luôn rồi này, cô chú anh chị. Đó, lúa là gì này nha, nó ngập gì nè. Còn có một cái đọt lúa không à, trong đó cũng còn rất là sâu luôn kìa. Còn mấy phần lúa bên đây là cái như là hư, mình nghĩ là miếng lúa này hư, cái diện tích mà hư là rất là cao nha. Đó, bà con người ta cắt xong rồi giờ là bán xong á, cái mấy cái phần bao này người ta đem đi giặt á, sẽ sạch lại. Lúa mình có bị ngập nước không mấy anh trai? Dạ. Có bị ngập nước không? Đây bà con người ta, người dân tộc á, kính gốc á, nhiều người ta không biết gành tiếng Việt nha. Anh chị biết tiếng Việt không? Không hả? Không biết tiếng Việt mà không hả? Cũng có nhiều bà con người ta biết chút đỉnh á, ít á. Cái này mình giặt bao chi anh? Anh vô. Cho sạch đó, sạch bao. Giặt cho đẹp. Giặt cho đẹp hả? Dạ. Đang cắt lúa hay gì anh? Lúa. Lúa này của mình hả anh? Của mình hả? Dạ. Ủa, cái miếng lúa ngập nước này là của anh luôn hả? Dạ. Không phải hả? Ờ, của người ta ha. Lúa mình cắt chưa? Cắt à, 20 dân ơi. Mà lúa mình có bị ngập nước không? Ngập. Ngập luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là chắc năm nay rất thắt hả anh trai? Dạ. Thấy bà con thấy khổ ghê không? Tại vì mưa gió là thường là lúa cắt ra sẽ rất là ướt luôn. Bán chắc cái giá chắc rẻ hơn lắm hả anh trai? Rẻ hơn không? Không biết. Dạ. Anh trai không có gành tiếng Việt không? Cái lúa mình cắt ở mà bán giá được nhiêu anh? Bạn được cái bàn tí 3.000. Thì hồi ta. Chứ được mấy ngàn chị? Được mấy ngày. Sao? 6 ngàn mấy hả? Nói chung là bà con, bà con cô bác thông cảm nha, tại vì nhiều bà con ở đây là người dân tộc á, người ta cũng ít có biết tiếng Việt gành á, nên là nhiều khi mình hỏi á, bà con người ta không có gành không. Mong cô chú anh chị và các bạn có xem clip thì cũng thông cảm nha. Thế bà con cái cảnh mà giặt bao thấy cũng tội nghiệp. Ồ, trên kia lúa đang chở về kìa, nó cái ghe lúa bên kia chở về á. Cái đồng nghiệp ghê không?
chỗ đây là bà con người ta đứng tới đầu gối luôn nè. Rồi bây giờ thì mình đi xuống khu vực có miếng ruộng dưới đây nha, mình quay kỹ cho bà con cô bác xem nè. Mấy miếng lúa ở dưới đây là còn ngập rất là sâu luôn đó. Mình đứng là gần tới đầu gối luôn nha, ngập sâu vậy nè. Mà hiện tại thì cái phần lúa này là mình nghĩ là hư luôn rồi đó, rút ra không kịp luôn rồi. Trời ơi, ngập rất là sâu luôn nha. Đó là năm nay bà con ở miền Tây mình ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là ở khu vực an cư này là mình thấy là lúa là ngập rất là sâu nha. Nó mấy cái lúa này là nó lên mọng luôn rồi, để mình dỡ lên cho bà con cô bác xem nè. Nó thúi luôn rồi nha, đó. Phần mọng nó lên nè, thúi rồi. Mình đứng ở đây là cảm giác nó hú quất luôn á, hư trơn, lên mọng trơn luôn trời. Còn gì lúa đâu, ốc nè, nó cái phần ốc nó vô nè, hư trơn. Miếng này khoảng tầm 60 công đất vậy. Thì giảm đó là hư hết trơn. Này nó ngập khoảng tầm 5 tới 7 bữa rồi. Thì giờ bên kia mấy miếng ruộng bên kia nó còn đứng nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng nha. Do hiện tại thì mình nhìn thấy là còn có cái bông không à. Cái đường này nó thấp hơn so với những cái địa điểm khác nha. Đây nè, lúa nó chậm chả nè, chỗ này còn sâu lắm luôn, mình đi vô là không lúng tới đầu gối luôn á. Nó chỉ còn những cái bông thôi nha. Dài vô mấy miếng lúa trong đó là nó còn ngập rất là sâu lúc hết trơn nha. Đó, nguyên con đường nè. Lùi luôn nè, lúa chỗ này nè còn dữ hơn nữa nè, để mình xuống đó mình quay cho con bà con cô bác xem nha. Trời ơi, chỗ này gì đâu mà nó đen kêu bằng là đen như lò chảo luôn nè. Trời ơi, lúa này nó chập chả nè, mọng nó lên nè, còn gì nữa đâu. Hồn luôn, thiệt hại biết nhiêu tiền của nó, nó hú quắc luôn, lên mọng trơn luôn. Cái phần này lên mọng trơn luôn mà con có quắc đó. Có chỗ lên mọng dài gì luôn nè. Nè, có còn gì không, nước thì ở đây nó vẫn còn chảy vô rất là mạnh luôn nè. Chỗ này là xe cộ chạy qua lại rất là khó khăn nha. Mong là trong những ngày tới thì
cái lượng mưa sẽ giảm đi nha, để cho những cái ruộng lúa này nó sẽ rút nước bớt đi để bà con thu hoạch. Tuy là thắt rồi nhưng mà cũng còn vớt vát lại được nha. Chứ tình hình này nếu mà ngập lâu nữa thì mình nghĩ là cái ruộng này chắc ăn sẽ hư hết luôn. Bên đây thì cũng có một cái miếng lúa là cũng nguy cơ lắm nè, bên đó kìa ngập rất là sâu kìa. Giờ thì mình lội vô trong miếng lúa ở trong nha, trong đó còn một miếng lúa ngập sâu lắm luôn kìa, nước bữa nay là còn ngập gần tới đầu gối gì nè. Mấy bữa trước là mình nghĩ là chắc chữ lắm luôn á, hai ngày nay là ngưng mưa rồi đó mà nó vẫn còn ngập tới như vậy luôn á. Trong đây là còn ngập sâu nè cô chú anh chị. Trong đây là lúa nó ngập dữ dội luôn. Trong mấy miếng ruộng đây nè nha, mấy miếng lúa này còn chỉ có cái đọt lên thôi, nước trong hai bên cái ruộng nó chảy qua lại nè, lúa hơi trơn. Thảm thương bà con năm nay chứ. Lúa này là cái khả năng là hư mình nghĩ là 80-90% rồi đó, tại vì nó ngập hổng gầy thì cũng cả 5-6 bữa cả từng lễ nữa. Mấy lúa này là nó sâu hơn mấy lúa khác rất là nhiều rồi. Rồi mấy lúa này hồi nãy mà mình đứng ở ngoài mình vô thì mình nhìn thấy nó còn ló là đúng không, vô đây thì mình mới biết là chỉ có một phần thôi, còn một số là nó ngập ở dưới nước luôn rồi. Này thú quắc luôn. Trời. Ở đây có nhiều miếng giống vậy hay không? Cái tình hình này là mình thấy là bà con ở đây là khổ rồi đó nha. Lúa này chắc ăn là thắt hơn những miếng ruộng khác nhiều rồi nè. Yêu cầu mà có một hai đám mưa nữa là nó sẽ ngập lên tới cái bông lúa luôn. Đó. Ủa con trai lội đó làm gì ăn trai? Con lội vô trong ba con hả? Nước bữa nay sâu ghê luôn. Như là cái ruộng lúa của ba mẹ của cháu bé đó phía trong á. Cháu đi vô trong để cắt lúa với ba mẹ. Nước bữa nay mấy cốc nè còn chảy dữ lắm, mạnh luôn. Mình nghĩ là có mấy cái chấn đó, đó là bữa đó nước lại dâng lên là lấp láng ở trên cái cống này luôn á. Con đi đâu vậy con? Đánh bờ hả? Cái này nó sâu quá không? Con lội cẩn thận nghe, con biết lội không? Trời ơi sâu dữ vậy đó hả? Đứng ngay nó bay trời ơi ghét không, không biết lội không, không biết lội hả, trời ơi không biết lội mà dám lội gì chỗ đây hả bạn ơi. Cái cháu bé ở trong khu vực Chi Tôn nha, gặp cái cô này đi móc lúa nha, cái này là mình cắt bao lâu tới giờ là được nhiêu cô? Không phải là mình hồ mới được nhiêu nhiêu lúa đây. Mấy giờ mà 9 giờ hả? Dạ. 9 giờ tới giờ là cô cắt được nhiêu ha? 9 giờ tới giờ hả? Dạ. Nhiêu giờ trời. Lên mộng rồi nè. Có số lên mộng nè nha. Này bó lúa này cũng lên mộng. Giờ này là khoảng tầm 2 giờ nha. Sao không? 4-5 tiếng hồ là được. Lúa nè, bao đó. Người ta bỏ là bây giờ ngập, ta bỏ hết trơn. Bao nhiêu? Ôi ôi. Rồi bây giờ cô xuống đó cô cắt hả? Cô đi móc lúa. Dạ. Sao cô không đi móc nữa đi? Nghỉ mệt, cô nghỉ mệt. Em ơi. Dạ mệt. Dạ. Dạ. Quá là bỏ luôn. Kia bị trên nó bị nước trên. Bao nhiêu hết trơn này là mình đập ra được bao nhiêu lúa hả cô? Một
một nửa giá à. Một táo là được nửa dạ vậy ta? Được 100 mấy á. Dạ. Một táo. 300 mấy á. Mình nhớ như là hình như là hai táo là một dạ đó. Dạ. Một táo thì nửa dạ nha. Nửa dạ. Dạ nửa dạ. Cô đi mót lại. Lúa này còn tốt lắm luôn rồi, nhưng mà con cá là nó ngập nước á. Mà con người ta lúa luôn á. Cắt mấy cắt á là nó còn sót lại nha. Từ hồi 9 giờ tới giờ được 3 bó ba lớn rồi. Thế tới chiều là mình còn đi mót nữa không? Hai ba bó nữa. À, trong kia cô nói con kia còn mấy bó nữa kìa, cô cắt rồi kìa. Dạ. Vậy là cũng được dạ lúa. Lội dưới nước mệt ha. Quá trời con. Cái đó gơ mình về lấy về làm gì con? Cái đó là lúa, lúa của cô. Lúa á chứ phải gơ lúa, lúa của cô. Dạ. Dạ. Ồ, cũng nhiều quá, cũng nặng quá hả cô? Dạ. Dạ, cũng nặng lắm á. Nặng lắm. Con cá là về cực, con cá về là phải dò lại nữa, dạ. Rồi phơi nữa. Cực công lắm. Nói chung là muốn kiếm được một cái dạ lúa không phải là đơn giản đâu cô chú anh chị. Phải là thức khuya dậy sớm rồi dầm chân ở dưới nước á để mà cắt được những cái miếng lúa như thế này là cực khổ lắm. Thường ở đây là bà con dân tộc không à. Rồi mình vô đây mình phát hiện một cái ruộng lúa, tuy là nó không có ngập nước nhưng mà nó lép khoảng mình nghĩ là 80-90% luôn á. Ồ, miếng lúa này nó lép sao mà lép dữ luôn á. Mình nghĩ là nó ngập nước chứ chừng hình như là lâu ngày quá gì á. Bây giờ nè, lép hết trơn luôn. Nói chung là cái ruộng lúa này là lép, mình nghĩ là 60-70% luôn á. Trời ơi, toàn là lép không à. Nên mình quay kỹ cho bà con cô bác xem nè. Đó, cái thiệt hại khi mà chỗ ngay cái, mấy cái cử mà mưa nhiều quá với bão này nè, là lúa rất là thắt nha. Nguyên một cái ruộng lúa nè, bông toàn là lép không à. Không chắc thì ít xịu luôn, mà lá thì nó cháy trơn luôn nè. Phải nói là thiên tai lũ lụt xảy ra thì khắp nơi đều cảnh khổ. Mình cũng mong là đây sắp tới thì những cái thiên tai lũ lụt này sẽ không còn nữa để cho cuộc sống của bà con trở lại bình thường. Chứ tình trạng như thế này kéo dài, nghe chú nói mà thấy thương vậy đó. Một tuần lễ là kiểu như là toàn bộ công sức 3 tháng trời bằng lúa là tiêu tan hết. Quá đau khổ luôn. 7 công đắc là mấy chục triệu mà bà con ở đây khổ lắm. 7 công đắc là kiểu như là của cải gom vô đây hết luôn á. Quá khổ luôn rồi. Rồi tới đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Lốc sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống nha. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip. Rồi tạm biệt và hẹn gặp chú anh chị vào clip sau.